từ đâu rồi? Đây nè, nè, nè. Người ta câu được một con cua và người ta cho mình. What? Yeah, we can keep it this size. Yeah, he's put down pretty good, isn't it? Here. Yes. Mm-hmm. I think it's gonna fall in. Có nhiều người họ đi câu chỉ cho vui thôi, họ không có mang về ăn, cho nên là cái người câu bên cạnh hỏi mình có ăn hay không thì họ sẽ cho mình cái con cua này. Not sure it'll feed everybody, but I think you get one bite. That's the biggest one we caught. That's a good one. Sure. Ok, rồi bây giờ tới phiên gia đình bên nhà mình câu cua đây. Rồi để coi thử coi có được con nào hay không nha. Đó. Ok, waiting. Kia mọi người có thấy cha con nhà, mấy cha con nhà đó đang chơi nước, hai đứa con gái của mình. Trời ơi, mắc mẹ con luôn rồi. Ôi câu kỹ thuật quá, mắc con tôm luôn, nó ăn hết con tôm luôn. Nó ăn hết con tôm luôn, đi rồi. Nó ăn hết con tôm luôn. Phải đi á. Hey, yeah. Cô được một con. Nhưng mà mình phải đo nữa cô ơi, để coi. Con cái mà trưởng thành rồi á, mà giống như mẹ con cái đầu của nó mà tròn rồi đó thì size nào cũng được, nhưng mà nếu mà con cái mình nó được. Bây giờ đem qua cho mọi người check nha. Ok, bây giờ mọi người check giùm cái con này đi. Con này con đực hả? Được. Ủa mà tại sao nó bảo vệ con đực, nó không cho bắt con đực, nó cho bắt con cái không vậy? Giống thì đâu, con cái nó mới đẻ chứ con đực có đẻ đâu mà. Cái này là con này con đực hả? Không cô, nhưng mà con đực nếu như mà đủ size thì mình cũng bắt được luôn. Dạ. Yeah. Yeah, mình bắt được một con bự rồi. Yeah, con này bự nè. Trời ơi, cái quỷ một càng này gặp nó hoài luôn trời. Nó từ lúc nó hai càng, cái con bội bắt nó, con nó còn một càng. Rồi xong bây giờ nó cứ dính con bội miết rồi, nó đòi cái càng còn lại. Cái gì làm sao, sao cười. Dạ, mấy người chèo thuyền kayak kìa, vô chưa. Được không mẹ? Nó kìa, từ có turn. Look at the back. Nó là đàn ông. Yeah, it's a male. Yeah? Yeah, it's a male. Okay. But you can keep it because the size is good. Ôi cha, chỉ cầm ngay cái càng nó luôn mới ghê chứ. Không có cắn nữa. Cái con này cũng bị mất cái càng rồi nè, tại vì mấy người câu á. Bây giờ mình phải đi đo cái size của nó, make sure là nó đủ cái size để mà mình có thể bắt về. Đứa nào rớt cái nó? Từ để con đo. Không sai được con nữa. Dư rồi, ok, yeah, good. Good rồi. Dạ, được rồi cô. Đâu rồi tờ giấy, đâu rồi? Ô lột, phải tờ giấy. Cái bịch. Ủa cái bịch để cua đâu rồi? Được hai con rồi nha mọi người. Một người mình tự câu được, một con mình tự câu được và một con là mình được cho. Cái kia. Hả? Cái nhảy cái hộp kia, cái hộp chai không? Nó cái nữ cua mà nhảy hộp chai. Nó là cái hộp cherry, là cái hộp xí bụi. Đứng lên đây đi, Ly. Ly. Từ nha. Ly. Đừng nói một càng nữa nha. Con khác hả? Con muốn đội mũ của mẹ không Isa? Mày dép đi, đi chơi mà khóc quá. Mày
mang dép nha, mang dép này bạn. Cái gì? Cái gì? Cái này chắc là nó cũng hơi nhỏ nhỏ đó. Yeah. Tại vì nó cho bắt female mà nó style nào cũng được á, cho nên là nó cho nên là nó không còn nhiều cái female nữa, đâu cũng thấy male không à. Rồi. Ê, con này nhìn đo cái size thử coi. Rồi để đo cái size thử coi. Sorry baby. Được không? Vừa cái size luôn á, vừa bội. Cái này vừa không? Wow. Chị Quyên, cái này dùm cây vừa. Hai, được hai con luôn. No. It's a, no, I got this, this is the female. I understand that, but this is too small. Cause no, with the female, you can keep any size. No, immature, you cannot keep. Oh. The one that's mature is the middle with the black like this. Oh, it must be black. Yeah. Thấy cái còn căng căng phải không? Hi Leon. Rồi, rồi, rồi. Được chưa, được chưa? Bỏ cái giọt xuống được chưa? Ờ. Run away. Đang muốn chơi hả? I see it, I see it. Oh, so small. It's a baby one. Đó. Con này thấy được, con này bự nè. Không biết nữa. Con này được không? Con này được bự nè, bự nè. Con này bự nè. Quay quay xíu à. Từ từ nhưng mà nó chị có... quen rồi. Từ từ. Từ từ. Rồi bây giờ đi. Bây giờ đi đi đo. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Nhỏ hả? Khoan đừng thả nó xuống nha, con quỷ đó, nó ăn hoài à, để anh căng con thấy cho anh nè. Ui nó không thấy nó chiến đấu. Một con. Wow, con này bự nha. Whatever, đủ size là được rồi cô. Cô ơi, con được đủ size là ok. Con, chị thấy con này bự đó Quyên. Để chị cầm cái ly cho. Thấy nó ngược cho con. Wow, 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 wow. Oh. Rồi, rồi, từ từ. Ủa, nó kẹp. Ủa, nó kẹp cứng. Cứng luôn rồi. Rồi, mất chiếc dép luôn rồi. Mất chiếc dép luôn rồi. Được con cua mất chiếc dép. Đừng nó là bộ Quyên đưa cho chị quay cái Quyên. Đó, bây giờ đi đo size như vậy luôn. Ai làm gì thì làm, chứ em thì là enjoy lắm nha mọi người. Ôi coi cái bộ thấy ghét. Ê, mạnh lên, dựng mạnh lên em, dựng mạnh lên luôn. Ê, dớt. Trời ơi.
chị thấy á. Nằm em cho vậy thôi chứ sao nữa. Yeah. Wow, really big. Anh hồi nãy giờ đáng lẽ anh phải đi câu sớm rồi đó. Wow, really big. Cái này không cần phải đo nữa rồi. Ok. Wait a minute. That's a big one for sure. Wow. Okay. Wow, mừng quá. Bỏ vô bọc đi. Để em thử xem cho. Yeah. Liệt đi ra có cái lùm kia là nhiều lắm luôn á. Cái lùm nào? Nó cái ngoài đó nó bị nước mình không đi bộ ra được. That's a good one. Yeah. Good one. We see no. Ừ, có nó màu đen là được. Or the English tips or something like this. Oh yeah, this one you can keep. Đây, cuối cùng là thành quả của cả ngày hôm nay đi câu nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Cô bự. Cô bự vậy nó mới cho bắt. Đó. Ok. Ok. Bây giờ thì mọi người ăn thôi. Mời mọi người.